Chuyên gia phê bình phim Ân Nguyễn nhận định, nghĩ làm phim giàu lắm là một sự ảo tưởng. Anh nghe cái câu là làm phim giàu lắm chưa? Làm phim giàu lắm là một sự ảo tưởng. Thật ra làm phim thì không hề đầu tư phim nha, thì một cái không hề đơn giản để làm giàu. Thứ nhất là về quan điểm đầu tư phim, vì phim là một sản phẩm nó quá lâu ra mắt. Phim làm có thể là 2 năm mới ra, có thể là 3 năm mới ra. Thì về quan điểm đầu tư đơn thuần đó, thì là mình đang chôn vốn mình ở một cái nơi, mình chôn vốn mình trong một thời gian khá là lớn. Nhưng trong vòng 3 năm đó mình gửi tiền ngân hàng thì mình cũng lời được một mớ rồi. Hay là mình kinh doanh một số thứ thì mình cũng dễ lời hơn. Đó, và đầu tiên thì nó là cái vấn đề chôn vốn. Thứ hai đó là phim thì chưa chắc thắng hay thua. Phim thì nó có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng mà mình không kiểm soát được. Ví dụ như bây giờ anh mở tiền ra, anh nhượng quyền, anh làm một tiệm Highland chẳng hạn, thì anh control được hết cái tiệm Highland của anh. Hay là anh mở một cái quán ăn thì anh control được hết cái quán ăn của anh. Thì mà đối với cái phim thì không thể như vậy được. Có rất nhiều thứ mà tới lúc mình làm mình chưa biết đúng hay sai, lúc mình ra mình không biết là người ta thích hay không. Đó thì là cái sự bất định đó. Cho nên là cái đầu tư phim là một cái nó không hề đơn giản. Và nó cũng là, nói chung là nó là thứ dành cho những người đam mê thôi. Mà thứ dành cho những người mà đam mê trong cái ngành này nhiều hơn. Và họ có dư vốn nữa. Có một số người thì dư vốn thật. Tức là đối với họ thì đầu tư một cái phim 1-2 tỷ nó là bình thường. Tại vì có thể doanh thu tuần của họ, doanh thu tháng họ khoảng tới 10 tỷ rồi. Đó, thì có những cái người đầu tư